Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, con xin cung kính trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phẩm thứ 5. Danh hiệu của Địa Ngục Phổ Hiền han hỏi. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vì trời rồng tám bộ chúng và tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của những hạng chúng sanh trong cõi ta bà cùng riêng phủ đề này, và nói với những sự quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôn nương oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài mà nói danh hiệu của những địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phủ Đề có dãy núi tên là Thiết Vi, dãy núi đó tối thầm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Sáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tòa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiên Cước, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàn, lại có địa ngục tên là Trạch Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn. Lại có địa ngục Kiều Oán, địa ngục Bà Thiệt, địa ngục Phần Điếu, địa ngục Đồng Tòa, địa ngục Hóa Tượng, địa ngục Hóa Cầu, địa ngục Hóa Mã, địa ngục Hóa Ngưu, địa ngục Hóa Sơn, địa ngục Hóa Thạch, địa ngục Hóa Sàng, địa ngục Hóa Lương, địa ngục Hóa Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bác Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đào Thích, địa ngục Hóa Ốc, địa ngục Thích Ốc, địa ngục Hóa Lang. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, những đến trăm nghìn trong số đó danh hiệu chẳng đều đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế, nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu xuống biển cả, có thể ngăn đạo thánh, vì thế chúng sanh chớ khinh điều với nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mày muốn đều phải chịu lấy. Chỉ thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu có khác nhau, cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương sức oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trông mong dân nhân giả tạm đời nghe đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mà pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Danh hiệu của địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày lên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục vạc dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cục đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bực lửa lớn bay tấp vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả phần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phần tiểu, hoặc có địa ngục lao gai chóng sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho giàn sắt cuốn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đóng ách lửa sắt. Nhân giả, những quả báo như thế, trong mỗi ngục lại có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này do các hạch nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm với ra. Nếu tôi thật rõ cả những sự tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại có trăm nghìn thứ khổ sở, chi là nhiều ngục. Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nói cũng không hết. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Om ha ha ha, Un sam mo di so ha.